hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào bác, để biết cái xe đạp. Và mai em mới về một chiếc xe cao cấp của thương hiệu Gian, dòng Touring, Gian Phát Rát SL1. Đây là một trong những cái mẫu xe mà đánh giá rất là cao năm 2019 tại điểm hiện tại. Dòng Gian cao cấp của dòng Touring, Gian Phát Rát SL1, với cái bộ tem 3D in chìm dập nổi trên khung xe rất là nổi bật, với cái màu xanh tím than, xanh dương, rất là hiếm về bên em. Đây là mẫu xe cao cấp nhất dòng Gian Touring Phát Rát SL1 của năm đời mới nhất hiện tại. Và bây giờ em xin đánh giá rất hoạt động của xe. Vâng, trong thời gian vừa qua thì rất nhiều bác hỏi em về những cái mẫu dòng Touring cao cấp. Thì nay em về một chiếc xe dòng thương hiệu Gian, model Gian Phát Rát. Thì trên khung hình các bác đây thì bác nhìn một cái mẫu xe dòng bên em, với cái tông màu xanh dương tím than, rất sáng và mới. Em đánh giá tổng thể xe mới chỉ đi lướt qua thôi, tầm trên 90-95%. Đây là màu xanh tím than, bên ngoài được phủ một lớp sơn nhũ màu tím than và một lớp sơn bóng phủ bên trên, rất là sáng, chống sức cho các bác. Xe được người chủ cũ rất là giữ gìn, bơm chỉ mới đi lướt qua, gần như là độ mới nó gần như tuyệt đối lắm nhá. Đây em quay từng chi tiết góc cạnh nhỏ cho bác xem. Đấy, cái màu sơn này rất là đẹp. Khi mà chúng ta vào cái bóng râm thì xe nó sẽ đổi màu thành màu hơi sẫm một chút, ra ngoài nắng sẽ ánh tím, ánh xanh. Đây là một cái màu sơn nhũ. Đây, bên dưới đây biểu hiển thị luôn cái model của xe, dòng Gia Gian Phát Rát SL1. Các bác sẽ lên trên mạng để tham khảo thêm về dòng Touring cao cấp. Và điều đặc biệt trên khung xe được in được bộ tem dập nổi trên khung luôn, bộ tem 3D của hãng Gian. Đây các bác nhìn rõ này. Và xe được chạy với bộ dây âm sườn cao cấp. Cái độ mới của xe rất là mới nhá. Em đánh giá là trên 90-95% xe. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian. Thì như em giới thiệu trong thời gian vừa qua thì hầu hết những dòng xe Gian cao cấp đều được trang bị với những cấu hình của xe Gian Connect, cổ phốt ghi đông. Đây, nguyên bản theo xe, độ mới gần như tuyệt đối, lớp sơn còn nguyên bản theo xe cũng nhá. Tay lắm cao su đúc sừng trâu, chính hãng của dòng Gian Connect, nguyên bản theo xe luôn. Sử dụng với cặp phanh dầu chính hãng của Techtro, trang bị với 9 tầng lip, chính hãng nguyên bản theo xe. Bên tay phải em cũng được trang bị với 2 tầng đĩa, và cụm phanh sau là cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Techtro. Đằng trước khung xe được tem 3D dập nổi đằng trước xe, cũng là thương hiệu của Gian. Đây, nó hơi bóng tối, hơi khuất một chút, nhưng các bác có thể sờ gọn thấy cái này, tem của nó. Đây tem nguyên bản nó nhá, tem nguyên bản theo xe, được in chìm dập nổi 3D. Cái mẫu model đời mới của thương hiệu Gian, dòng Touring cao cấp, lớp sơn rất sáng và bóng. Đây là càng xe đây. Bên dưới càng cũng hiển thị cái model của xe, dòng Gian Phát Rát. May ơi chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Vành của Gian, vành đĩa. Thì như em giới thiệu có những cái vành này thường trang bị trên những dòng vành xe đua, giúp cho xe có lực bon hơn, lực chấm gió khỏe hơn, rất là tốt. Cặp lốp cũng nguyên bản theo xe luôn, cặp lốp của chính hãng của Gian 700x28C. Và lốp của lốp cũng rất là mới luôn nhá. Đây, bề mặt lốp vẫn còn cái vết lõm của cái đường rãnh của lốp xe, rất ít sử dụng, đâu mà xe còn gần như là mới tuyệt đối. Và cái bộ và cái khung hình, cái thiết kế của cái bộ khung của xe rất là thon và gọn, nhỏ nhẹ cho bộ khung xe. Cọc in dẹp chính hãng nguyên bản theo xe của Gian, yên chính hãng của Gian Connect, nguyên bản theo xe.
gạt đĩa của Shimano Sora. Đủ đĩa còn rất là mới. Bê đan mới luôn. Xe mới chỉ đi lướt qua thôi. Củ đề sau sử dụng cái củ đề của Shimano Sora. Trang bị với 9 tầng líp. 9 tầng líp trắng. Chính hãng của Shimano. Đây, líp trắng của Shimano nguyên bản theo xe. Líp xích còn nguyên bản mà nhá. Đằng sau là sử dụng cái cặp Meyer chính hãng của Gian. Vành của Gian nguyên bản theo xe. Và lốp đằng sau cũng là lốp nguyên bản, lốp chính hãng của Gian, kích thước lốp 700x28C. Toàn bộ xe là nguyên zin hết. Xe mới chỉ đi lướt qua thôi, độ mới xe gần như tuyệt đối. Và cái tông màu của xe rất là đẹp, tông màu xanh tím than. Và cái bộ tem 3D dập lỗ trên khung xe rất là lạ mắt. Bây giờ em xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe em đo là size 48. Thích hợp các bác là từ 1m6 đến trên 1m7. Bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên líp. Vâng, chuẩn động rất chân chu mượt mà các nhá. Ngay gạt đĩa lato bên trong của líp vẫn còn nguyên bản nhá. Trong suốt, tức là xe rất là ít đi sử dụng. Bên phải em trang bị với 2 tầng đĩa, xuống đĩa, đùi đĩa, gạt đĩa của Shimano Sora lên đĩa. Vâng, rất là bon và trơn tru mượt mà. Và em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Gian Fastrad SL mới nhất tại thời điểm hiện tại. Bên em mới về và xe mới gần như tuyệt đối trên 90-95%. Đây là mẫu xe dòng cao cấp của thương hiệu Gian Touring. Và xe giá rất tốt bên em là 9.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, các bác chưa. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm. Ngày mai.